khi mũ xe tăng T-14 Armata còn đang biên chế nhỏ giọt, thì T-90M là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất trên chiến trường của quân đội Nga. Nhưng tổn thất của Nga trong chiến tranh Ukraine đã lên tới ít nhất 2.000 xe tăng, chiếm hơn một nửa số xe đang hoạt động. Số phận của những chiếc T-90M cũng giống như hàng nghìn xe tăng khác, hoặc bị bắn cháy, hoặc bị tịch thu, hoặc bị quân Nga bỏ lại sau những đợt rút quân hỗn loạn. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng Thế Giới Tiêu Điểm phân tích lý do thất bại của T-90M trên chiến trường Ukraine. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để luôn ủng hộ ekip chúng tôi. Tháng trước, các nguồn tin Ukraine thông báo rằng Nga đã mất chiếc xe tăng T-90 Bravery thứ 10 kể từ khi phương tiện thiết giáp này được đưa vào khu vực chiến sự. Đáng chú ý hơn, các báo cáo cho biết chiếc xe tăng chủ lực này đã bị trúng đạn từ súng phóng lựu AT-4 vào ngay mặt trước, nơi được bọc thép dày nhất. Một đoạn video lan truyền trên mạng Internet đã ghi lại khoảnh khắc sau khi tên lửa phát nổ trong xe tăng. Tháp pháo của T-90 bốc khói nghi ngút và chiếc xiến xa hoàn toàn bất động. Đó cũng không phải là lần đầu tiên T-90M của Nga bại trận trong thực chiến. Hồi tháng 9 năm 2022, các bức ảnh của video được trang quân sự Be In War của Ukraine đăng tải cho thấy chiếc xe tăng T-90M bị quân Nga bỏ lại được binh sĩ nước này tìm thấy trong tình trạng gần như hoàn hảo, khi các hệ thống điện tử lắp trong xe không có dấu hiệu bị hư hại. Sau đó, chiếc T-90M trên đã được một xe tăng T-72B3 của quân đội Ukraine kéo về hậu phương. Chiếc xe tăng T-90M đặc biệt này được cho là độc nhất vô nhị trong lực lượng vũ trang Nga. Điểm độc đáo của nó là ở lớp ngụy trang. Mặc dù chất lượng hình ảnh khá kém, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Những cỗ chiến xa T-90M Nga triển khai tới Ukraine hầu hết được bao phủ bên ngoài bởi lớp vỏ bọc ngụy trang Nakika. Lớp áo dành cho phương tiện chiến đấu và trinh sát này được sản xuất bởi Viện Nghiên cứu Thép Moscow. Lớp vỏ bọc Nakika giúp xe tăng khó bị quan sát hơn bởi các khí tài điện tử. Đó là sự kết hợp của vật liệu cách nhiệt tổng hợp và hấp thụ sóng vô tuyến. Cấu hình ngụy trang này được đặc trưng bởi nó khiến phương tiện gần như có cùng một nhiệt độ với môi trường. Nhà sản xuất tuyên bố lớp ngụy trang làm giảm khả năng bị phát hiện của xe tăng tới 3 lần, trước các loại đạn ban đầu tìm kiếm hồng ngoại. Các nguồn tin Nga khẳng định rằng việc sử dụng Nakika cũng làm giảm phạm vi nhận diện của radar tới 6 lần. Tác dụng lớn nhất của nó là hợp nhất đối phương được che phủ với điều kiện xung quanh. Đáng kinh ngạc khi được biết Nakika ra đời nhằm bảo vệ xe tăng khỏi máy bay chính xác Boeing E-8 Joystar của Mỹ. Theo thông báo từ phía Nga, việc sử dụng Nakika cho phép giảm cự ly tối đa mà E-8 có thể phân biệt phương tiện bánh lốp và bánh xích bằng đặc tính Doppler thứ cấp, từ 180 km xuống chỉ còn 30-40 km. Trong khi đó, khác với bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng ATCM, đắt tiền được NATO cung cấp cho Ukraine, AT-4 chỉ đơn giản là súng phóng lựu không điều khiển cỡ 84mm dùng một lần do tập đoàn SAAB của Thụy Điển phát triển và hiện còn được sản xuất tại Mỹ. AT-4 cung cấp cho bộ binh một giải pháp tin cậy trong việc chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và hạng trung của đối phương. Nó được cho là gặp nhiều khó khăn khi đối đầu xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Đạn rocket của AT-4 có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 2.100m. Nhưng hiệu quả nhất là 300-400m. Vận tốc đầu nòng của nó khoảng 290m/giây hoặc 220m/giây, 790km/giờ. Tùy thuộc loại đạn sử dụng, đầu đạn xuyên lõm của AT-4 nặng 440g, có thể bắn thủng 400mm thép đồng nhất RXA. Với thông số trên, thật đáng kinh ngạc khi AT-4 là tác giả hạ gục chiếc T-90M. Bởi vì theo nhiều chuyên gia quân sự, vũ khí này chỉ hiệu quả khi bắn tại sườn hay từ phía sau, vào đúng vị trí không được bảo vệ bởi giáp phản ứng nổ. Nhưng dù sao thì chiếc T-90M của Nga cũng đã bị bắn cháy. Và đương nhiên nó không hề bất khả chiến bại như lời tuyên truyền của Điện Kremlin. Dù T-90M có thể không sợ AT-4, nhưng loại vũ khí chống tăng này, người Nga có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại. Mới đây, Pháp đã chuyển cho Ukraine một lô hệ thống tên lửa chống tăng Akiron, được đánh giá cao khi có thể công thủ toàn diện.
nhưng những cỗ xe tăng T-90 Nga sẽ gặp nguy hiểm trước đòn tấn công của tên lửa Acheron. Các quan chức Pháp không công bố số lượng cụ thể loại tên lửa Acheron mà Kiev đã được tiếp nhận, nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, không cần biết đến số lượng mà chỉ cần Acheron tham chiến. T-90M hay bất kỳ cỗ xe tăng tối tân nào cũng phải đối diện với nguy cơ bị phá hủy rất cao. Tổ hợp Acheron là dòng tên lửa chiến đấu tầm trung thế hệ thứ 5, được kết hợp công nghệ mới nhất về hình ảnh đa băng tầng có độ phân giải cao. Đầu đạn đa nhiệm vụ, liên kết dữ liệu và sử dụng thuật toán hướng dẫn dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tăng khả năng chiến đấu và vượt qua hệ thống phòng thủ chủ động trên xe tăng đối phương. Tổ hợp Acheron được thiết kế sử dụng hai loại đạn tên lửa dành cho các mục tiêu tầm ngắn và tầm trung. Tầm bắn hiệu quả của tổ hợp tên lửa này lên tới 4.000 m ở chế độ bắn và quên. Còn với chế độ bắn chủ động với sự hiệu chỉnh của xạ thủ, tầm bắn có thể lên tới 8.000 m. Acheron sử dụng thiết bị dẫn đường và chỉ thị mục tiêu bằng tia laser và có hỗ trợ ngắm bắn ngày đêm. Đặc biệt để tăng xác suất trúng mục tiêu, kết nối giữa tên lửa và thiết bị phóng được duy trì theo tốc độ thời gian thực. Thiết kế dạng module nên Acheron có thể vác vai hoặc lắp đặt trên phương tiện. Máy bay chiến đấu thông qua bộ giáp phóng chuyển đổi. Vì vậy, cùng với tác chiến cá nhân kiểu vác vai, rất có thể Ukraine sẽ tích hợp Acheron lên cả trực thăng và phương tiện chiến đấu mặt đất. Với công nghệ tối tân, đặc biệt sử dụng đầu nổ Tandem nối kết Acheron có thể xuyên thủng 1 mét thép đồng nhất hoặc 2 mét bê tông cường lực. Các chuyên gia quân sự cho hay, đòn đánh đáng sợ của chúng có thể đánh bại bất kỳ cỗ tăng tối tân nào, dù đó là T-90 đang hoạt động tại Ukraine. Vậy thì chiếc T-90 bốc khói nghi ngút mà quý vị xem được ở phần đầu chương trình có phải là hậu quả từ một đòn đánh hủy diệt của tên lửa chống tăng Acheron hay không? Nhân đây, xin quý vị hãy để lại câu trả lời của mình ở bên dưới phần bình luận để cùng thế giới tiêu điểm thảo luận về câu chuyện này. Trở lại với nội dung chính, vụ bắn cháy T-90M mới nhất này rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt cho đội tăng thiết giáp chiến đấu chủ lực vốn đã bị suy giảm phần lớn của Moscow. Do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Điện Kremlin đang phải vật lộn để tiếp tế cho kho đạn dược và thiết bị đang cạn kiệt của mình. Vấn đề này sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn khi Mỹ và các nước châu Âu khác chuẩn bị chuyển các xe tăng chủ lực tiên tiến tới Ukraine. Lực lượng Nga sẽ buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào số ít xe tăng T-90M còn lại mà nước này sở hữu. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 là xe tăng thế hệ thứ 3 ra đời từ thời Liên Xô, với hy vọng thay thế cho loại T-64 đã lạc hậu. Nền tảng T-72 được chọn để phát triển T-90, Nga hy vọng sẽ có được một loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiệu quả và rẻ tiền. Vào cuối những năm 1990, T-90 trở thành xe tăng tiêu chuẩn của Moscow, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực và động cơ tiên tiến hơn so với những người tiền nhiệm của nó. Sở dĩ chiếc xe được đặt tên là T-90 là do mong muốn của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Ông ta muốn tạo ra chiếc xe tăng đầu tiên của Nga sau khi Liên Xô tan rã. Được trang bị khung nhỏ hơn, T-90 dễ dàng di chuyển hơn trên địa hình gồ ghề bao gồm cả rừng và đồi núi. Kích thước của T-90 nhỏ gọn hơn với xe tăng phương Tây là do triết lý thiết kế bắt nguồn từ thời hậu Thế chiến thứ hai. Đặc điểm này là nhằm cải thiện khả năng di chuyển kể cả khi đi qua những không gian chật hẹp như rừng và vùng núi, tăng khả năng hoạt động cũng như khả năng vượt sông và cầu. T-90 Broly 3 là phiên bản mới nhất của dòng T-90. Đây là bản nâng cấp toàn diện của T-90 cơ bản, bao gồm mô đun tháp pháo mới với vỏ giáp nhiều lớp. Khả năng bảo vệ tổ lái được cải thiện nhờ đặt giá đạn bên ngoài khoang lái và pháo chính cải tiến 125mm 2A82. Loại pháo tương tự được trang bị trên các xe tăng thế hệ tiếp theo như T-14 Armata. T-90M có hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina tự động, súng máy COD 12,7mm điều khiển từ xa, hệ thống phòng thủ chủ lực Relit và hệ thống liên lạc kỹ thuật hệ số 5. Ngoài ra, việc trang bị giáp phản ứng nổ ERA mang đến không gian bên trong an toàn hơn cho tổ lái. Địa điểm mới trong thiết kế xe tăng của Nga bao gồm hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lái và hộp số được cải tiến giúp người lái dễ sử dụng hơn. T-90M cũng có NNAM, một hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến để chống tăng và chống tên lửa. Việc biên chế xe tăng T-90M cho quân đội Nga bắt đầu từ năm 2020, số lượng T-90M được đưa vào phục vụ cho đến năm 2022 chỉ là khoảng 100 chiếc.
Mặc dù về lý thuyết, T-90M là xe chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Moscow, các vấn đề về sản xuất và tài chính đã cản trở thành công chúng ở Ukraine. Tệ hơn nữa, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố rằng một trong những tiểu đoàn xe tăng tinh nhuệ nhất của Moscow chỉ còn lại 10 chiếc. Thông thường, một tiểu đoàn xe tăng Nga sẽ bao gồm 40 chiếc. Điều đó có nghĩa là nó chỉ còn hoạt động ở mức 25%. Khi xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh, Leopard 2 của Đức và M1 Abrams của Mỹ cập bến Ukraine, áp lực đè lên T-90M của Nga sẽ ngày càng lớn hơn. Đội ngũ xe tăng T-90M vốn đang suy yếu của Nga sẽ phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm nhất trên chiến trường. Liệu kịch bản tồi tệ nào còn đang chờ đợi các xe tăng chủ lực của Nga? Những phương tiện vẫn thường được gọi mỉa mai bằng cái tên cua nướng. Quý vị nghĩ rằng T-90M của Nga đã có màn trình diễn thành công hay thất bại trên chiến trường? Liệu Nga có mạo hiểm đưa T-14 Avatar ra trận để gỡ gạc lại danh dự cho lực lượng tăng thiết giáp vốn luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh? Hãy để lại quan điểm và bình luận ở bên dưới giúp chúng tôi nâng cao chất lượng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.